Hello hello các bạn, mình là Linh Muối đây. Và hôm nay nhân dịp kỷ niệm lần thứ 10 mình bị mất bóp ở Canada thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn làm sao để mà giảm thiểu rủi ro thiệt hại khi bị mất bóp và cũng như các bước bạn cần làm khi bị mất bóp nha. Và để làm sao ấy, nếu mà lỡ có mất bóp thì cũng vẫn sẽ cười tươi được như mình này. Đây, cùng đón xem nha. Bí kíp. Thì có vài bước bạn cần làm trước khi để chuẩn bị tinh thần trước khi bị mất bóp nha. Cái bước đầu tiên đấy là các bạn cần làm đấy là scan hoặc là chụp hình tất cả những cái ID quan trọng và những cái thẻ quan trọng bạn có trong bóp của bạn. Ví dụ như hộ chiếu này, chắc là không ai mang hộ chiếu cùng với bóp đâu, mà vẫn cứ chụp hình hộ chiếu nha. Rồi driver license này, photo ID này, thẻ học sinh này, thẻ số SIM này. Đấy, rồi những cái thẻ gift card hay là gì, nói chung là những cái thứ quan trọng thì bạn cần chụp hình lại hết, lưu vào một cái file nhất định, trong ở là Google Drive hay đâu cũng được, miễn là bạn có thể login, bạn có thể truy cập vào khi bạn cần liền nha. Cái đấy là cái bước thứ nhất và rất rất là quan trọng. Và cái điều thứ hai mà bạn cần làm đấy là hạn chế mang bớt tiền mặt và những thứ quan trọng đi. Thì bây giờ mọi người hầu như cũng không ai cần dùng tiền mặt nữa trơn á, mình chỉ mang một chút ít để chừa phòng hợp khẩn cấp, chỗ nào không lấy thẻ thì mình mới dùng tiền mặt thôi. Còn những bây giờ thì cái gì Apple Pay rồi dùng những cái thẻ thì nhăn gọn lẹ mà an toàn nữa. Cái thứ hai đấy là bạn không cần mang những cái thứ mà thẻ quan trọng nhưng mà không cần thiết, như kiểu là cái số SIM thì bạn không cần mang theo người nè, rồi những cái thẻ mà ID quan trọng thì bạn cũng không cần mang theo người luôn, tại vì nếu mà mất thì rất là lãng phí và tốn tiền đi làm lại. Và thứ hai nữa là thường thì các những cái hoạt động hàng ngày của các bạn thường là sẽ không cần dùng đến ấy, thì bỏ bớt ở nhà đi nha. Cái điều thứ ba ấy, đấy là với những người đối với những người mà không được minh mẫn như mình chẳng hạn ấy, thì không nên xài đồ hiệu nha. Tại vì sao? Tại vì cái lúc mà bạn mất bóp ấy, mà cái bóp mà còn nó còn giá trị hơn cả cái thứ, những cái thứ tiền hay là thẻ bạn mất trong ấy, tiếc dã man, tiếc kinh khủng. Nên là mình mong là các bạn chỉ ra những cái chỗ như kiểu những cái hãng rẻ tiền như kiểu Fossil, hoặc là những cái bóp bình thường thôi, giá trị từ 20 cho đến 50 đồng, miễn đựng đồ được là được rồi, không cần phải dùng sang quá đâu, tại vì mất rất là tiếc. Cái điều thứ tư dành riêng cho những ai hay đi bus như mình thì là cái thứ quan trọng với bạn đấy là cái thẻ Presto. Và nhớ nha, nhớ phải đăng ký nha, đăng ký tài khoản với Presto á. Tại vì sao? Nếu như mình trường hợp vừa rồi chẳng hạn, đang đầu tháng mà mình mất cái thẻ Presto, may mắn là mình có đăng ký rồi á, nên là đỡ mất tiền. Còn không là các bạn bị coi như bị mất cái thẻ tháng hoàn toàn luôn, trăm mấy đồng nhẹ nhàng bay như cơn gió. Nên là nhớ phải đăng ký Presto liền luôn á. Đấy là cái điều thứ tư. Vậy là đã xong 4 điều vừa rồi bạn cần làm để mà bảo giảm bớt thiệt hại khi bị mất bóp nha. Cái điều thứ nhất, scan những thứ quan trọng. Thứ hai, không minh mẫn thì không xài sang. Cái thứ ba đấy là không hạn chế mang nhiều tiền mặt và những thứ giấy tờ quan trọng không cần thiết theo người. Cái thứ tư đấy là nhớ đăng ký Presto. Đấy là 4 việc bạn cần làm, nhớ đấy. Rồi, sau khi bạn đã làm những tất cả các bước trên để chuẩn bị tinh thần khi mất bóp thì ngày đấy cuối cùng cũng đã đến cái ngày bạn mất bóp đấy. Thì chung cái việc đầu tiên bạn cần làm khi mà bị mất bóp ấy thì phải bình tĩnh và bình tĩnh thôi, bình tĩnh và cười ngay đã, chứ còn không có sao hết trơn, mình đã chuẩn bị rồi mà, nên mất cũng không có làm sao hết trơn á. Thì cái việc đầu tiên bạn cần làm đấy là bình tĩnh và mỉm cười, rồi liên lạc những cái chỗ bạn vừa đi qua như trường học hay là nhà hàng bạn vừa ghé đến ăn để hỏi người ta xem là có cái bóp nào rơi ở đấy không thì đến nhận lại. Nếu mà không có nha thì cũng vẫn cứ bình tĩnh, tại mình đã chuẩn bị hết rồi nên không có gì phải lo hết trơn á. Ok, thì đấy, như cái hôm vừa rồi á, mình mất bóp là mình không có tiền này, mất bóp tất nhiên là không còn tiền đồng nào trên người rồi. Thứ hai nữa là mình không có mang theo điện thoại mà mình phải đi làm. Hôm đấy mình cũng không có biết là vì sao mình mất bóp chân, mình chỉ đi làm, tại vì mình làm rất là vội. Sáng sớm mình đi làm mình nhớ vẫn còn bóp nha, đến cái lúc mình làm đến chiều xong á thì mà mình phải đi sang chỗ khác mình làm tiếp, thế nhưng mà chắc thì lại không có bóp nữa rồi. Thế nên là mình kiểu ủa gì kỳ dọ, nhưng mà thôi kệ, mất rồi thì thôi, mình vẫn ra đợi bớt bình thường mặc dù không có thẻ Presto nha. Thì mình vẫn cứ đi lên bình tĩnh thôi, rồi lên bớt bảo người ta là ê mày, tao mất bóp rồi, bây giờ cho tao đi ké được không. Mà các bạn đừng có lo, tại vì tài xế bên này á, nó rất là thân thiện luôn á, nó rất là tốt luôn á. Có người còn hỏi mình là ủa mày có cần transfer không ạ, thấy chưa, sống tốt là không bao giờ bị nghiệp quật hết trơn á má ơi. Nên là thôi, nói chung là cứ bình tĩnh rồi ra bảo người ta là mày mất, mình bị mất bóp rồi, người ta sẽ cho đi ké thôi, đến chỗ cần đi thì mình sẽ đi ra thẳng ngân hàng nha. Mặc dù bạn bị mất thẻ ngân hàng rồi thì một là bạn có thể gọi liền đợi người ta ship, hai á là bạn có thể đi ra thẳng ngân hàng rồi là làm lại thẻ mới và rút tiền để đi mua cái Presto liền. Như mình á thì mình phải đi mua Presto liền, tại vì sao? Tại vì Presto mất 24 giờ để transfer cái thẻ cũ sang thẻ mới, nên mua càng sớm càng tốt, thì tối đấy mình có thể transfer luôn. Thì bạn ra ngân hàng bạn chỉ cần đọc cái số điện thoại của bạn cho người ta thôi, thì người ta sẽ có thể đưa cho thẻ mới này,
rồi người ta cho bạn rút tiền mặt luôn, rồi đi mua thẻ Presto thôi. Thì bây giờ cái Presto là xong rồi nha. Thì bây giờ bạn đi về và xác định đã mất bóp rồi thì hãy ngồi xuống để viết lại những cái thứ gì bạn đã mất trong cái bóp đấy và cái gì bạn cần làm lại. Ví dụ như mình mất driver license này, mất photo ID này, thì xem định xem lịch làm của người ta rồi đi làm lại thôi. Nhưng mà với kinh nghiệm của mình nha, cái driver license thì bạn đi làm thì không nói rồi, bạn sẽ mất tầm 35 đồng để đi làm lại và mất 2 tuần để có một cái driver license gửi về nhà lại. Còn với cái student ID á, hồi xưa mình mất quá trời mất luôn á, mà ngày nào mất cũng 20 đồng một cái thẻ. Một cái thẻ đấy mình chỉ để làm đi tập và để in thôi. Và sau này mình nhận ra ở trường mình đấy là mình chỉ cần cái barcode. Thế là mình... Mà trước mình có chụp hình cái thẻ student ID của mình mà. Thế là mình chỉ cần in màu cái đấy ra, mình chỉ lấy cái barcode rồi mình mang theo người. Từ đấy mình không cần student ID nữa. Còn hình thì mình chỉ đưa hình, nếu mà ai cần thì mình chỉ đưa hình từ quay cái điện thoại của mình thôi cho người ta, hoặc là mình đưa cái bảng in màu đấy, đỡ tốn tiền. Nói chung á, những cái thứ gì mà cần report báo mất thì phải report liền ngay lập tức. Còn những cái gì mà mất rồi thì thôi, không tiếc nữa, nó qua qua đi, quan trọng là mình học được cái gì từ bài học đấy, đúng không? Thì ấy, sau mất bóp nhiều là vậy, bây giờ làm sao để không mất bóp nữa, đúng không? Thì bây giờ mình nghĩ rồi, vì cái đầu óc không minh mẫn như mình thì mình chỉ có một cách duy nhất, không mang bóp theo người. Làm sao để mình thực hiện hóa cái kế hoạch là không mang bóp theo người được? Thứ nhất là những cái thứ hầu như mình nghĩ rồi, một ngày của mình, cái mỗi ngày thì mình sẽ plan, mình sẽ đi đâu, làm gì, mình có thực sự cần cái bóp không? Và hầu như là không. Những cái thứ như kiểu mình chỉ cần cái Presto này, rồi mình cần cái student ID thì mình chỉ cần cái barcode, thì mình chỉ cắt in ra lấy cái barcode thôi. Rồi những cái thẻ còn lại như thẻ tích điểm, thẻ thư viện hoặc là gì chăng nữa ấy, thì mình chỉ cần chụp hình tất cả, chụp lấy cái barcode thôi. Với cả hiện tại ấy, điện thoại có cái mấy cái app để mà lưu, gọi là store card ấy, thì để lưu những cái thẻ của bạn lại ấy, nên các bạn cũng không cần phải lo gì hết trơn. Mình dùng Apple thì có Apple Wallet rồi, nên cũng không cần, cơ bản là bạn không cần mang bóp theo người. Hey, vậy là đã xong một cái chia sẻ về cái việc mất bóp, kỷ niệm lần thứ 10 của mình, và hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn. Và cảm ơn các bạn đã đón xem về cái vlog nhảm của mình nha. Hy vọng là nó giúp ích và mong các bạn không bị mất bóp nhiều như mình. Và nếu có mất bóp thì thiệt hại cũng không có lớn nha. Yêu mọi người nhiều. Bye.